kính chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Harry Oracle Room. Mình là Madam T, chuyên coi về chuyện tình yêu, tình cảm của các bạn trong channel của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ channel của mình trong suốt thời gian qua. Và trong thời gian vừa qua, mình cũng nhận được rất là nhiều cái comment cũng như là những cái yêu cầu của tất cả các bạn. Và mình có đọc được một cái comment, tại vì bạn này bạn vô tận Facebook của tụi mình và gửi message riêng cho tụi mình luôn. Cho nên là mình thấy cái trường hợp của bạn cũng khá là đặc biệt. Cho nên hôm nay mình sẽ dành cái trải bài này riêng cho bạn đó. Trong cái tin nhắn của bạn thì bạn có nói là đó là một bạn nam giấu tên. Bạn có chia sẻ với mình một câu chuyện tình yêu của bạn, và bạn có nói là bạn đang trust và một cái người cùng giới với bạn, cho nên là bạn đang rất là lăn tăn nhiều thứ cũng như là nhiều vấn đề trong chuyện tình yêu của bạn. Cho nên là hôm nay mình sẽ quyết định làm cái chủ đề này dành riêng cho giới LGBT, là chuyện tình cảm của các bạn trong giới LGBT sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới. Cái thông điệp này á, có thể là dành riêng, tại vì nó khá đặc biệt, nó sẽ dành riêng cho một số bạn thôi. Cho nên là bạn nào vào xem thì cảm thấy là mình không đúng chủ đề thì các bạn có thể tạm thời ngưng xem để mà có thể chờ cái clip tiếp theo của tụi mình trên kênh channel Harry Oracle Room nhé. Và tương tự như là những lần trước, hôm nay mình cũng sẽ có 3 tụ bài dành cho các bạn LGBT. Tụ bài số 1, tụ số 2 và tụ số 3. Các bạn tụ số 1 màu xanh, tụ số 2 màu tím tím, tụ số 3 thì đặc trưng là màu vàng nhiều hơn. Rồi, các bạn có thể nhắm mắt lại trong 3 giây và chọn một tụ bài để nhận được thông điệp của mình nhé. Và mình sẽ tới với tụ bài đầu tiên, tụ màu xanh. Đối với các bạn ở tụ số 1 á, mình thấy các bạn đâu có bị ế đâu. Và các bạn là những người sống rất tình cảm luôn. Hiện tại á, mình thấy là xung quanh các bạn có kha khá một vài mối quan hệ đang kêu gọi, đang rủ rê, đang mời chào các bạn. Và một trong những mối quan hệ đó có thể liên quan tới người cũ hoặc là người các bạn đã từng quen biết rồi. Và mình thấy là trong thời gian tới đây á, thì các bạn sẽ có dịp quay trở lại, sẽ có dịp nối lại tình xưa với lại một trong những người yêu cũ của các bạn, hoặc những người bạn mà các bạn đã biết, hoặc những người mà các bạn đã từng liên hệ qua. Và những người này có thể là những người không phải là những người nằm trong cái khu vực gọi là đối tượng của các bạn, hoặc là những người mà trước giờ các bạn không nghĩ là mình sẽ quen một cái người như vậy. Có thể là các bạn và người này sẽ có rất nhiều điểm mâu thuẫn với nhau, hoặc là bạn không thích người đó luôn, hoặc là bạn sẽ không hài lòng về người đó vì bất kỳ một cái điều gì đó, một dạng người như vậy đó. Tuy nhiên thì hoặc cũng có thể, nếu bạn là người yêu cũ thì có thể là thời điểm trước bạn chia tay nhau vì lý do không hài lòng nhau hoặc là không thích nhau ở một vài điểm nào đó. Tuy nhiên thì trong thời gian tới đây, bạn và cái người này sẽ gặp lại nhau, sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau và sẽ dẫn tới mà là có một cái cam kết lại trong mối quan hệ. Có thể là bạn sẽ cho cái người này một cơ hội lần nữa để làm lại với mình. Và cái người này á, nó là true love của các bạn đó. Cho nên là dù bạn có không thích, dù bạn có không nghĩ tới là mình sẽ quen người này, hoặc là tiến tới với người này, hoặc là quay trở lại với người này, thì bạn cũng sẽ nói chuyện rõ ràng và đưa ra cái kết quả, hoặc là cho cái mối quan hệ này một cơ hội thử thách một lần nữa. Cho nên là các bạn sẽ có việc cam kết nói chuyện rõ ràng với nhau nha, với điều kiện là phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Và mình thấy là cái tình yêu của các bạn LGBT trong tụ 1 á, trong thời gian tới nó rất là tốt, khá là tốt luôn, khá là vui luôn. Các bạn sẽ rất là nhiều cảm xúc ở trong này, khá là hạnh phúc cho các bạn luôn. Chỉ có điều duy nhất là cái người mà các bạn tiến tới mối quan hệ có thể không phải là người mà các bạn nghĩ tới, hoặc là không phải là cái người mà bạn thật sự thích thôi. Đó là thông điệp dành cho các bạn ở tụ 1. Bây giờ mình sẽ tới với thông điệp dành cho các bạn ở tụ số 2 nha.
Đối với các bạn ở tụ bài số 2 á, thì mình thấy hiện tại á, các bạn có vẻ giống như là thật sự không hài lòng về câu chuyện tình yêu của mình, cũng như là những người mà các bạn đang qua lại á. Thật sự nó chưa tiến tới một cái mối quan hệ gì để các bạn có thể động lại hết. Tuy nhiên những bạn ở tụ số 2 ơi, các bạn hãy yên tâm đi. Tại vì cái thời gian sắp tới đây á, các bạn có thật gọi là theo người hay gọi là vận hồng loan nổi trỗi dậy đó, trỗi, các bạn sẽ có rất nhiều người cực kỳ đào hoa, rất rất đào hoa luôn. Và những người mà tới với các bạn á, có thể là nó đã tồn tại mối quan hệ sẵn rồi, có nghĩa là các bạn, những người này các bạn đã biết rồi nha, có thể là bạn bè, đồng nghiệp hoặc mối quan hệ xã hội của các bạn, nhưng không, những người này không đâu, mà sẽ có thể là sẽ thêm nhiều người nữa, bởi vì các bạn có lát the Empress là rất rất nhiều người luôn, và chưa kể là mối quan hệ tình cảm của các bạn trong tương lai gần nó sẽ cực kỳ tốt, các bạn có yes. Và cái những mối quan hệ trong thời gian tới đây á, nó sẽ phát triển rất là nhiều, nó sẽ khác hơn với thời điểm hiện tại. Hiện tại các bạn, mình thấy các bạn đang rất là chán nản, rất là buồn, hoặc là không có người, hoặc là cảm thấy là Rust không có yêu thương mình, không có quan tâm gì tới mình hết, nhưng mà sẽ có tín hiệu tốt với các bạn trong tương lai gần thôi, in the near future. Và các bạn trong thời gian tới á, có thể là sẽ đi biển, đi chơi, và đôi khi có thể liên quan với cái người mà các bạn sẽ gặp trong chuyến đi chơi đó. Tuy nhiên tình yêu không phải là lựa chọn hoặc là ưu tiên hàng đầu của các bạn, tại vì xen lẫn với cái việc yêu đương, cái mối quan hệ yêu đương này của các bạn á, thì mình thấy có liên quan tới công việc, cho nên có thể là cái người này sẽ liên quan tới công việc của các bạn, và những mối quan hệ này có thể xuất phát từ công việc luôn, liên quan tới đồng nghiệp rất là nhiều, và hoặc là các bạn có thể trợ giúp cho công việc của người này rất là nhiều. Và các bạn giống như là những bạn ở tụ số 2 á, các bạn, mình thấy các bạn giống như là một người mẹ của các bạn, của cái người kia vậy đó. Các bạn sẽ rất là, mang tính chất là như một người mẹ, người đó sẽ cảm nhận ở bạn một cái cảm giác ấm áp như một gia đình, mà bạn là người mẹ của người đó. Nhưng mà cũng vui thôi, biết đâu được vì cảm giác đó là người ta chấp nhận và yêu thương bạn hơn. Tại vì dù nam hay nữ, dù bất kỳ ai thì cũng cần một sự chăm sóc, yêu thương vỗ về mà. Cho nên là các bạn ở tụ hai, mình thấy là cuộc sống tình cảm của bạn trong thời gian tới nó rất là màu hồng á. Chúc mừng các bạn và chúc các bạn sẽ mau mau tìm thấy được cái người định mệnh của mình nha. Cái người mà sắp tới trong tình, cái mối quan hệ tình yêu của các bạn á, thì mình chỉ thấy là cái người này có thể là những người rất là hoạt ngôn, nói rất là nhiều và rất là dí dỏm, rất là dễ thương. Và cái người này là cũng là người khá là đào hoa nha, có thể người đó cũng vậy, vây xung quanh người đó cũng rất là nhiều vệ tinh đó, cho nên là để mà bạn với người này tiến tới mối quan hệ với nhau thì chắc là bạn cũng sẽ đánh nhau nhiều khi chảy máu lỗ đầu với lại một vài người khác để mà giành giật đó. Trong thời gian gần thôi các bạn sẽ gặp được người đó ha, mình nghĩ là thời gian gần ở đâu đó khoảng tầm từng vài tuần, 1 tháng, 2 tháng gì thôi, tại vì mình thấy rất rất gần rồi. Và những bạn ở tụ số 2, nếu như các bạn sắp sửa đi chơi, đi biển hay là đi đâu đó tới khu vực có nước hoặc là đi du lịch, thì cái thời gian, cái khả năng mà các bạn gặp cái người này nó còn cao hơn, hoặc là các bạn sẽ có chuyến du lịch gì đó cùng nhau, hoặc ví dụ như là công ty tổ chức đi du lịch chung với nhau mà có thể gặp được nhau chẳng hạn, thì các bạn có thể là đâu đó sẽ gặp được người này trong cái chuyến du lịch đó ha. Đó là thông điệp dành các bạn ở tụ số 2, một tụ rất là màu hồng. Và mình sẽ tới với tụ số 3 nha mấy bạn. Xin chào các bạn đã chọn tụ số 3. Mình thấy các bạn trong tụ số 3 này giống như một công chúa băng giá vậy đó. Có lẽ là trong cái khoảng thời gian vừa qua các bạn đã gặp rất rất nhiều chuyện buồn, không vui trong tình yêu của mình, cho nên là ở cái thời điểm hiện tại các bạn đang trong trạng thái phục hồi lại và đang trong trạng thái gọi là
bảo dưỡng vết thương để mà không bị đau nhiều hơn. Cho nên là các bạn đang phong tỏa hết tất cả các mối quan hệ tới với các bạn. Nhưng mà trong thời gian sắp tới nha, mình thấy sẽ có một chàng trai có thể là thuộc cung đất, là bao gồm có ma kết nè, xử nữ nè, hoặc là kim ngưu, một trong những chàng trai cung 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 đất hoặc là cung lửa là có sư tử nè sẽ tới với các bạn. Tuy nhiên thì cái việc mà cái người này tới á, là cái người mà sẽ cần phải gặp trong cái con đường tình yêu của các bạn thôi, chứ thật sự mình thấy các bạn không chấp nhận người ta có tới đi nữa nhưng mà bạn chưa sẵn sàng mở lòng, giống như là bạn vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh và bạn chưa sẵn sàng để mà bước tiếp một bước nữa cho một mối quan hệ tình yêu nhất định. Cho nên là bạn người ta tới nhưng mà có thể là bạn ok nếu được thì có thể làm bạn thôi, và bạn không chấp nhận cái mối quan hệ với người này ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà duyên số là chuyện của duyên số, cái người cần tới sẽ tới vào đúng thời điểm của cái người đó cần thôi, cần đúng thời điểm với bạn hay không là một câu chuyện khác. Bạn sẽ chưa chấp nhận người này và bạn sẽ đặt bản thân mình lên hàng đầu. Mình nghĩ là sau cái khoảng thời gian trải qua nhiều tổn thương á, thì cái việc mà bạn đưa ra một yêu cầu với mối quan hệ nó sẽ được nhiều hơn, nó sẽ cần có nhiều yếu tố và nhiều yêu cầu hơn. Cho nên là bạn sẽ tập trung vào bản thân mình nhiều hơn nè. Bạn sẽ chưa chấp nhận người này, tại vì đây chưa phải là thời gian tốt của bạn. Cho nên là bạn cứ tập trung cho công việc và những cái việc khác nhiều hơn. Và cái việc mà bạn còn làm bây giờ đó là tập trung để mà chữa lành những tổn thương trong quá khứ của mình. Người nào tới thì bạn sẽ có thể mở lòng ra làm bạn thôi. Để mà đi tới một mối quan hệ chính thức thì mình nghĩ bạn chưa sẵn sàng. Cho nên những bạn ở tụ số 3 ơi, các bạn hãy yêu thương bản thân mình, hãy từ từ đặt bỏ bỏ đi những cái tổn thương trong quá khứ để mà có thể tiếp nhận những người mới tới với mình một cách nhẹ nhàng, tình cảm và thoải mái hơn. Đó là thông điệp dành cho các bạn ở tụ số 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái trải bài này của tụi mình, một trải bài rất đặc biệt. Cho nên là nếu như mà bạn không phải thuộc thiên cái tính thứ ba của cộng đồng LGBT mà các bạn có bạn bè, người thân hoặc là những người mà mình biết thuộc giới tính thứ ba LGBT thì các bạn có thể share clip này cho các bạn của mình xem, và các bạn nhớ nhấn vào chiếc chuông để subscribe kênh của tụi mình để có những cái clip mới, những thông điệp mới tụi mình sẽ có thể gửi tới các bạn liền ngay lập tức nha. Các bạn nhớ like, share, comment những thông điệp mà các bạn muốn tụi mình xem các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.